Thưa quý vị, những năm qua, người dân được khuyến khích sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID vì có nhiều lợi ích như là theo dõi được quá trình đóng bảo hiểm xã hội, không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế, giấy khi đi khám bệnh. Tuy nhiên, gần đây thì nhiều người dùng bất ngờ khi nhận thông báo nếu muốn lấy lại mật khẩu của ứng dụng thì phải nhắn tin đến đầu số 8079 và bị thu phí là 1.000 đồng một lượt. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, toàn quốc có hơn 21,6 triệu tài khoản VSID được phê duyệt. Tuy nhiên, có tới 5,6 triệu lượt người sử dụng quên mật khẩu, chiếm 26% tổng số người dùng. Đáng chú ý là trong nửa đầu tháng 10, cả nước có sấp xỉ 1,8 triệu người quên mật khẩu, tăng 200% so với bình quân các tháng trước. Cá biệt có trường hợp trong một tháng báo quên mật khẩu tới 47 lần. Điều này gây tốn chi phí mà Bảo hiểm xã hội phải trả cho nhà mạng. Sau đó cơ quan này đã triển khai dịch vụ tin nhắn tới đầu số 8079 để lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VSID, mục đích để giảm tải cho hệ thống của ứng dụng và nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng ứng dụng. Do đó để tiết kiệm chi phí, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dùng ứng dụng nên chủ động nhớ mật khẩu, hoặc nếu quên mật khẩu thì nên tìm lại mật khẩu đã được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp và chủ động đổi mật khẩu để nhớ. Đồng thời người dân dùng ứng dụng này còn có thể sử dụng chức năng đăng nhập ứng dụng bằng vân tay hoặc là nhận dạng khuôn mặt để thuận tiện trong quá trình sử dụng.